Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ trổ tài là tự tay thay cái bàn phím của cái laptop của mình đây. Nó đã bị hỏng và không sử dụng được nữa. Mình thậm chí mình đã cậy lên này và nó hỏng. Và mình cũng không biết là nó hỏng ở những phần nào. Thế nhưng mà mình cũng chuẩn bị một cái bàn phím mới này để thay thế. Nó cũng rất là rẻ thôi. Có bán online rất là nhiều. Và các bạn đặt hàng chỉ trong 2 ngày, có thể lâu nhất là 3 ngày đã đến tay các bạn rồi. Dụng cụ để tôi thay bàn phím là một chiếc tua viết nhỏ này. Chỉ duy nhất một chiếc tua viết nhỏ này thôi ạ. Những thao tác thực hiện như sau. Trước tiên chúng ta tháo pin ra. Đây có cái lẫy đây, các bạn nhìn thấy lẫy đây. Đây, đẩy lẫy ra, pin đẩy lên. Đây, chúng ta tháo được pin ra. Sau đó chúng ta tiếp tục tháo cái mặt ốp này. Có hai ốc. Để vít lại cái máy này. Chúng ta tháo hai ốc này ra và dùng tay. Nó có những cái lẫy ở những cái cạnh này, chúng ta dùng tay gậy mạnh lên. Và như vậy là chúng ta đã giữ được cái phần ốp ở sau này rồi. Sở dĩ chúng ta phải tháo dỡ cái phần ốp này ra bởi vì ở trong cái phần ốp này, đây, đây các bạn nhìn thấy đây. Và đây chính là hai cái ốc để vít cái bàn phím lại. Ngoài ra còn có ba cái ốc nữa chạy dọc đây. 1 2 3, chúng ta lần lượt tháo 5 cái ốc này ra. Tôi sẽ tháo lần lượt 5 cái ốc này ra. Đấy, và như vậy đã tháo xong. Tôi lấy nó ra. Okay. Đây. Và tiếp theo tôi tháo tiếp. Ba ốc này. Cái ốc này chúng ta gỡ được ra luôn này. Vậy là chúng ta đã tháo được những cái ốc giữ bàn phím rồi. Giờ chúng ta lật máy tính lại. Ta mở máy ra để giữ bàn phím ra. Đây. Ở xung quanh này nó cũng có những cái lẫy. Đây, đặc biệt là dọc này có những lẫy. Cái bây giờ chúng ta, nếu như các bạn có cái lẫy để chúng ta cậy lên thì nó sẽ thuận tiện hơn. Tôi chỉ có cái tua vít này thôi. Tôi cũng sẽ thực hiện cậy lên bằng cái tua vít. Chúng ta cũng cần phải mạnh tay một chút. Thấy đây có cái dây kết nối giữa bàn phím với máy tính đây. Đây. Đây, và chúng ta chỉ cần cậy nó lên như thế này. Và rút ra. Đấy, như vậy là chúng ta đã tháo được cái bàn phím hỏng này ra rồi. Đây, tôi để bàn phím hỏng đây. Và bây giờ chúng ta sẽ thực hiện việc thay thế bàn phím mới. Đây, là bàn phím mới. Chúng ta nhìn thấy có cái dây đây. Đây, bàn phím rất là mới, không mua. Và chúng ta sẽ tiến hành lắp vào. Thao tác lắp như sau. Chúng ta sẽ đưa vào đây, lắp cái dây này vào trước đây. Và cái dây này, cái mặt xanh bao giờ nó cũng ở phía trên. Đấy, các bạn chỉ cần lắp vào đây. Và chúng ta lại đẩy cái lẫy này xuống. Đấy, như thế là chúng ta đã lắp được. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiến hành lắp lại. Đây, nó đã chắc rồi. Đây. Trong cái phần lắp thì ở dưới này chúng ta thấy có một dãy là những cái lẫy để chúng ta đẩy lại. Đẩy những cái lẫy này vào trước. Rồi sau đó chúng ta đặt nhẹ nhàng. Đây, dùng chính cái tua vít này
chúng ta đẩy nó xuống, làm sao cho những cái phần thanh sắt ở bàn phím này nó bằng với lại mặt máy này, nó không bị trồi lên nữa. Đấy, rất là đơn giản. Như vậy là tôi đã lắp xong cái phần này. Bây giờ công việc của chúng ta sẽ dùng những ốc vít để chúng ta lắp lại toàn bộ những cái bộ phận mà chúng ta vừa tháo ra. Trước tiên là hai cái ốc này. Rồi sau đó là đến ba ốc này. Đấy, xong, thì chúng ta đã cố định được bàn phím lại rồi. Bàn phím này chúng ta đã dùng những cái ốc vít để vít lại một cách cố định rồi, rất là chắc chắn. Rồi sau đó chúng ta tiếp tục lắp cái mặt máy này, đằng sau máy này. Đây, mặt này chúng ta đã ra, ốc vẫn ở đây, ốc vít vẫn nằm đây. Và chúng ta chú ý ở xung quanh cái mảnh ốp này có rất là nhiều những cái lẫy nhỏ để cố định nó lại, và chỉ có hai ốc vít thôi. Khi ta lắp thì chúng ta chú ý để những cái lẫy này lại giữa các cạnh lại. Đấy. Chúng ta mạnh tay một chút để đẩy được nó vào một cách chắc chắn. Đấy, như vậy là rất là chắc chắn rồi. Đây. Không còn bị kênh lên nữa. Thì sau đó chúng ta tiến hành vít lại cho chắc chắn. Đấy, như thế là chúng ta đã xong. Chỉ cần lắp pin vào nữa. Đấy, đã lắp được. Đấy, như vậy là chúng ta đã hoàn toàn đã thực hiện xong cái việc là tháo lắp bàn phím để thay thế bàn phím mới cho cái máy tính HP.